Wow, đi đến nơi này thì Khê Bùi khám phá ở đây có người ở, cái nhà họ ở này dễ thương ghê không? Nè cái nhà, con cua bự nha, chứ không phải nhỏ nha con. Bốn anh nè, bốn anh bự không luôn. Đốt than nè, đó, có cái chảo rồi họ làm đồ ăn nữa nè. Khê Bùi chào cả nhà nha, hôm nay Khê Bùi lại đi câu cua nè cái nhà. Hôm nay có cái lồng mới muốn khoe cho cả nhà cùng xem nè. Đây là cái lồng mới order nè. À, thì cái lồng này dễ thôi, mình bỏ xuống thì khi mà cua nó ăn nè, khi bùi bỏ thịt trong này nè, thì khi bùi chỉ kéo nó lên thôi thì cua nó sẽ nằm hết trong này nè. Và hôm nay khi bùi câu thử cái loại lồng mới này xem như thế nào, nó có được thành quả tốt hay không, thì khi bùi mời cả nhà cùng với khi bùi đi câu cua hôm nay nha. Ok, để thuận tiện bỏ những cái lồng này xuống cái nhà, thì khi bùi cần một cái chỗ cao rồi để mình có dây để mình cột từ trên cao đó, thì khi mà cua nó ăn mình nhìn thấy, tại vì cái lồng này là khi mình kéo lên phải kéo thẳng lên, cho nên khi bùi chọn ngay cái cầu này để bỏ hai cái lồng xuống. Khi bùi có hai cái lồng nha. Bỏ từ từ xuống đó. Wow, cái cọng dây này nó cho rất là dài nè. Hiện tại cái lồng thứ hai cái bùi đã bỏ xuống nè cái nha. Thì trong cái lồng nó có cái phao, cái bùi không biết là khi mà nó ăn nó có giật hay không nữa, tại vì đây là lần đầu tiên cái bùi câu thử cái loại lồng này nha. Ok, cả nhà cùng cái bùi đợi kết quả nha. Ngoài hai cái phao đó thì cái bùi có thêm được, có thêm hai cái lồng cua nữa, cái hai cái lồng mà thường mọi giống mọi ngày mà cái bùi làm đó, thì cái bùi đã bỏ ở đây, một cái đây có cọng dây nè đó, hiện tại thì đang nằm ở dưới này, thêm một cái nữa nè, cọng dây nó nằm bên này nè nha cả nhà. Đây đó, cái nhà mình thấy rõ cái cọng dây màu vàng ha. Ok, cái bùi cũng mới bỏ xuống, cái bùi mới tới đây á cả nhà. Rồi vậy mình đợi xíu nha, hôm nay cái bùi không có câu tại vì ra trễ quá đó, cái bùi chỉ đi thử mấy cái lồng mới thôi, thì cái nhà hãy cùng với cái bùi xem coi cái lồng mới nó như thế nào nha. Wow, con cua đầu tiên là cái nhà chưa đầy 5 phút nữa nha. Cái bùi chỉ thử coi hai con, mình bỏ có đúng cách hay không nè, thì hai con vô nè, dính nè cái nha. Wow, cái lồng này hay thiệt. Wow, để cái bùi thu hoạch hai con này trước rồi cái bùi bỏ lại nha. Wow, nè cái nha, con cua bự nha chứ không phải nhỏ nha, con cua này rất là bự luôn, nhưng mà con cua bên này thì hơi nhỏ, thì cái bùi sẽ bỏ lại cái con nhỏ đó, cái bùi chỉ lấy con bự thôi nha cái nha. Wow, cái bùi bỏ cái khu lờ nhỏ ngoài kia nè cả nhà, con cua đầu tiên nè, bây giờ to lắm nha đó, cái bùi ra để lấy cái khu lờ kia, cái khu lờ kia dễ hơn. Ok, một con cua thiệt là bự đầu tiên nè cả nhà, đó cho ảnh nằm ở đây đi ha, bây giờ mình tiếp tục mình lại mình thăm lồng của mình nữa nè, nằm đây đi. Quá trình kéo lồng lên nè, cả nhà mình thấy rõ cái lồng nè. Đây, nếu mà cua nó ăn là nó không thể nào mà nó chạy thoát được cả nhà. Có con cua nè, nó ăn ở dưới, nó ăn lên nè. Thôi mà cua này nhỏ, cái bùi không có vớt nó, thả nó lại đi. Để qua bên này, cái lồng tiếp theo bên này. Wow, bên này dính một con nữa rất là bự luôn. Vô mánh nè. Wow, bên đây dính một con bự luôn cả nhà. Hãy
Ồ, có... Ê, sorry, nó gãy càng luôn cả nhà. Cái bùi định quay lên cho cả nhà mình xem á, nhưng mà nó gãy cái càng nó ra luôn. Cái bùi bỏ lại. Ra đây để cái bùi dời cái lồng này chắc qua bên này quá. Dời cái lồng, cái cọng dây rất là dài nha, nên cái bùi dời được không sao. Cô tôi cố gắng cho cái lồng nó đụng đáy á, khi nó đụng đáy á, thì cua nó không có ăn từ dưới lên được. Hồi nãy nó không có đụng đáy, khi bùi không có để ý á, thì nó sẽ ăn từ dưới ăn lên. Rồi như vậy là ok lắm rồi. Wow, cái lồng ngay đây hay thiệt, hai con bự rồi nha. Bây giờ nè, để cái bùi thăm cái lồng hồi sáng, khi bùi hồi nãy cái bùi thả xuống trước khi mà cái bùi thả hai cái lồng mới á cả nhà. Đây nè, để cái bùi kéo nó vô nha. Đây, thử thôi. Trong đây thì chưa có dính nha cả nhà. Cái bùi thả nó lại. Cái bùi qua thăm cái lồng còn lại nè. Kéo nó vô. Cái này cũng chưa luôn, nên thôi cái bùi cũng thả lại. Hai em to nè, to dễ sợ chưa. Wow, chúng mánh luôn. Wow, đi đến nơi này thì khi bùi khám phá ở đây có người ở nè. Cái họ làm cái nhà họ ở này dễ thương ghê không, chắc họ cũng vòng vòng ở đây nè. Để cái bùi đi vòng vòng vô trong này thử coi. Thường thì đây là những người vô gia cư đó cả nhà. Cái bùi đi thẳng vô trong này nha. Mấy bữa ngay đây thì nước nó ngập lên đây luôn nè. Bây giờ thì nó không có còn ngập nữa. Rất là khô luôn. Và chính phủ họ đang chặt những cây nè. Đó, họ chặt bớt nè. Nhiều quá. Đẹp quá luôn. Thật là thoáng. Cái dòng sông nó nằm ngay cái chân của khe bùi đi luôn á nha. Hôm nay đi dễ, ngày xưa ngay cái đường này toàn là sình không mà khe bùi không thể nào mà bước vô được á. Là bên đây là cái sông nè. Một cái con sông nó chảy vô nè, cua ở đồ nhiều lắm. Đáng lẽ hôm nay khơi bùi làm nhiều lồng lắm cả nhà, nhưng mà tại vì khơi bùi không có để ý là hết mồi rồi, cho nên khơi bùi chỉ được có mấy cái rồi thả mấy cái thôi. Rừng tràm nè, quá trời luôn ha. Wow. Để cái bùi đi thẳng vô bên trong coi khi nào cái con đường này nó hết đi được thì thôi nha. Wow, cũng dễ đi không có đến nỗi nào. Vậy nó có những cái cây khô á, khi bùi bước lên những cái cây khô đó đó, cho nên đi dễ lắm. Đi thẳng vô trong đây xem. Wow, đẹp quá.
Wow, đi vô trong đây thì nó là những cái đường kênh không à, nó mé kênh á. Ở đây thì hết đi được rồi, khám phá tới đây là đã bị ngưng rồi. Đây nè, chính phủ họ đang chặt cây tới đây nè, hết đường đi rồi cả nhà. Ở đây thì mình có thể mình đặt những cái lồng của mình xuống thôi, cũng lý tưởng ha. Ở đây này mình nhìn ra xa được những cái ngoài đó, những cái pier nó để làm cho người ta đến câu cá đó. Wow, nước này hiện tại đang vô lớn nha cả nhà, mát mẻ lắm luôn á, rất là mát luôn, gió nó hiu 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 à. Đẹp thiệt, nhìn giống lội sông lội nước ở Việt Nam dễ sợ. Cái Bùi rất là yêu thích cái môn này, cho nên cái Bùi thích đi khám phá vậy đó. Rồi đi ra tới đây thì ok rồi nè, dễ đi hơn, tại đi trên toàn những cái nhánh cây khô không à, không có sao hết. Bùi thấy cái hang này không biết có phải hang cua không đó nha, để cho Bùi thật thử cái cây xuống thử coi. Cua nó mà nếu mà đúng là cua nó ăn cây bùi cũng không biết sao lấy nó ra. Bùi quay lại cho cả nhà mình xem nè, cái phát hiện này là của cái người những người vô gia cư nè, họ để họ dựng sơn gì họ ở nè. Cái bùi thấy bên kia họ có làm một cái lò nữa cả nhà, nó giống như là một cái thời nguyên thủy vậy đó. Để cái bùi quay qua bên đó quay cho cả nhà mình xem cái lò mà họ làm để họ nấu ăn nè, cuộc sống của những người họ thích như vậy đó đó. Không, hai cái ghế chứng tỏ là ở đây có hai người nè, họ cũng đốt lửa đó. Ở bên này họ đốt lửa đây nè. Rồi qua bên này khi Bùi quay quay cái lò mà họ làm để họ nấu cho mọi người xem nè. Đây là hai cái ghế nè đó, họ là cái nhà này họ lợp lên những cái cây xung quanh này cho nó mát nè, nhìn cũng lạ lạ ha cả nhà. Đây nè họ làm cái bếp nè đó, họ cũng đốt than nè đó, có cái chảo rồi họ làm đồ ăn nữa nè. Dễ thương ha. Cái Bùi thấy bên đây không biết họ làm cái gì, ô trồng cái cây gì trong này nè đó, rồi bắt đầu che lại nè để bảo tồn cái cây này. Cái Bùi thấy thì cái nhà của mấy người vô gia cư bên đó là bao phủ lên bởi những cái dải này nè đó, bởi những cái cây này nè, nó giống như cây sam vậy đó. Đây nè, cái cây này sau khi mà nó lớn lên thì nó gì nè, thì cái nhà đó khi Bùi thấy họ lợp lên toàn là những cái cây này không, nhưng mà nó đã khô rồi đó, cho nên là họ trồng bên này nhìn không biết là mang cái ý nghĩa gì luôn á đó. Mọi người thấy không, họ phủ lên trên cái nóc nhà của họ làm đó bởi những cái cây mà khi Bùi mới vừa quay đó. Bây giờ tại vì này nó chuyển sang màu đỏ luôn rồi nè, tại vì nó đã khô lại rồi đó. Dễ thương. Giờ để cái Bùi kéo lại cái lồng này xem như thế nào nha. Không có nữa nha, chưa có nữa chứ không phải là không có nữa.
được một em cua bự nữa, cả nhà bự chảng luôn nè, vô mánh rồi. Đây là con thứ ba nha, bằng cái lồng này nè cả nhà ơi. Wow, đã thiệt, đã thiệt. Cái bự gặp nữa giờ. Bỏ vô thùng này. Ba tên bự chảng luôn. Tại cái lồng mới này công nhận có hiệu quả thiệt chứ. Cái bùi cũng bỏ nó lại rồi nè. Để nó đi. Cái bên này nó không có dính cái bùi. Lấy cái dây ra, thả ở bên cái. Bùi để thử lại bên này coi. Nó đang chuyển động nè. Cái bùi vớt lên nha, đó khi mà cua nó ăn đó sau đó, cái cọng dây đó nó chuyển động đó, để cái bùi kéo nó lên thử coi. Sảy không có cả nhà. Đây cái nè, khi mà kéo là phải kéo nó thiệt mạnh lên. Hồi nãy cái bùi khi mà để mà từ từ kéo lên cho cả nhà mình xem á, thì cái bùi kéo từ từ lên là nó sảy ra liền. Giờ cái bùi thấy nó ăn á, cả nhà là cái cọng dây nó giật 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 giật, cái bùi kéo mạnh lên là nó còn nằm trong đó đó. Thêm một con khủng long luôn. Đây nè. Ồ, nó bự nè. Wow, đã quá. Để cái bùi lấy cu lờ lờ bỏ vô nha. Wow. Hình ảnh đây nè, ảnh đây nè. Đó. Cái bùi gấp ảnh ra. Nó mạnh lắm cả nhà. Đó. Bốn anh nè, bốn anh bự không luôn. Đã dễ sợ luôn. Giờ cái bùi cũng bỏ cái lồng lại nè. Khi mà ăn là phải giật nó mạnh lên. Hồi nãy cái bùi quay từ từ để cho cả nhà mình xem á, cái mình đi từ từ lên á, cái nó sảy liền, cái ruột ra khỏi cái lồng liền. Nắng thì có nắng nè, nhưng mà gió nó mát lắm, nó không có làm cho mình bị mệt. Cái bùi chỉ đứng ngay cái cầu này rồi coi hai cái lồng thôi, còn hai cái lồng kia cái bùi thả một cái bên kia và một cái bên này. Thì hồi nãy cái bùi có đi kiểm tra thì cái lồng bên kia nó dính được hai con, nhưng mà con nhỏ, cho nên cái bùi để lại rồi một chút mà không có con lớn thì cái bùi bỏ lại hai con nhỏ đó luôn. Hiện tại thì nó vẫn còn nằm trong cái lồng đó đó, cái bùi không thu hoạch con nhỏ, chỉ thu hoạch con lớn thôi nha cả nhà. Dính một em nè cả nhà, em này hơi nhỏ, cái bùi cho nó lại đi, không không có bự, không có bự lắm, được thôi. Lồng này không thấy gì hết nha, chưa hề dính một con nào luôn á, kể cả even cả con nhỏ luôn á.
Cái Bùi cho cái nhà mình xem lại cái quá trình khi mà mình kéo cái lồng này lên á, cua nó dính trong đó nó không thoát ra được nè. Đây nè cả nhà, da có một con bự nè ha, định thử thôi nhưng mà dính một em bự thôi. Khi Bùi lấy em này ra nha, kéo lên kéo lên kéo lên, nhìn kỹ lại không bự lắm cả nhà ơi. Thôi Khi Bùi cũng bỏ lại luôn, không lấy những em này đâu, tội nghiệp, bỏ lại đi. Dính được một em rất là bự nữa nè cả nhà ơi. Hồi nãy cái Bùi đứng á, thấy cái phao á nó mù 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 mù, cái Bùi lật đật kéo lên một phát là có hai em, một em bự và một em vừa vừa nè đó. Một em vừa bự coi cái càng của em nè, quá trời bự luôn. Wow, hôm nay vô mánh to luôn cả nhà ơi, hôm nay cua bự không à, đã thiệt luôn. Công nhận cái lồng này, cái lồng này chất lượng thiệt. Cái Bùi lấy ra cho cả nhà mình xem rõ cái con cua đó nè, coi cái càng của nó bự nè, nè coi cái càng của nó bự nè cả nhà, đã chưa. Wow, đi coi ảnh kẹp mà ảnh thả càng luôn nè. Đây 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 đây, ôi 5 con chất lượng luôn nha, 5 con, 2 4 6 con, một con thì vừa thôi, 5 con rất là bự luôn. Wow, chúng mánh luôn, chúng mánh to. Giờ khi Bùi cũng thả lại luôn, sao lucky chỉ có một cái lồng này trúng thôi nha, cái lồng kia tỉnh bơ rồi cả nhà, không có nhúc nhích gì trơn á. Cả nhà con cua nó ăn nữa nè, coi cái phao nó dịch nè đó đó, con nó gịch cái phao kìa. Cái này chắc con cua nhỏ nó không có gịch mạnh lắm, để cái Bùi kéo nó lên thử nha. Kìa, coi cái phao nó gịch kìa. Khi Bùi không biết là do dòng nước nó chảy, nó chảy theo hay là cua nữa, để khi Bùi kéo lên thử coi. Này là do dòng nước nha cả nhà, do dòng nước. Cái lồng này khi kéo vô nè có 2 con cua nhưng mà nó không có to, cho nên khi Bùi bỏ nó lại. Sau khi được 5 con cua thiệt là to đó, 6 con nhưng mà có một con nhỏ đó, thì khi Bùi đã bỏ lại nha. Cái khi Bùi lấy 5 con rất là to luôn. Rồi khi Bùi ra về, giờ thì trời cũng đã tối rồi, cho nên 5 con đó thì quá ổn cho ngày hôm nay rồi, coi như là cũng quá thành công rồi đó mọi người ơi. Mấy con cua to bự chạng luôn.
Giờ chính là cái bùi lấy ra nè. Hôm nay thì cua nướng vừa qua mình hấp ăn nhiều quá cũng ngán, cho nên nay 5 con cua bự thì cái bùi sẽ nướng hết. Nhìn thấy ngon dễ sợ luôn không? Quá trời quá đã ngon. Giờ trời ơi, cua con cua biết nói luôn, cứng nhắc luôn. Wow, thịt chắc nịch luôn nè, đã dễ sợ không? Wow, con nào cũng ngon đó nha. Trời ơi, cả nhà.